Vâng, Yên Bonsai xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Yên Bonsai đang có mặt ở tại vườn chú Đích ở bên Châu Cầu. Đấy. Thì cuốn video này mình lại quay lại cho anh em xem cái tác phẩm xanh này. Đợt lọ sang là cây này nó chú tuốt hết lá, đợt này là nó đang xanh rồi. Đấy, hôm nay mình sẽ quay kỹ cho anh em thêm một cái tác phẩm xanh nho nhỏ này. Đấy, con này mình Yên Bonsai cực kỳ thích. Bây giờ thực ra là nó cũng thuộc vào hàng là đồ chơi rồi. Đấy. Giá trị cũng tương đối cao anh em nhé. Đấy. Nhưng mà chơi những cây sạch như này mà mình sẽ quay cây này trước, cây cây to kia xong đến cây to kia sau. Đấy, vì mình thích nó quá. Đấy, nói chung là theo mắt của mình nó là đẹp. Nhưng còn quan trọng là các bác nhìn thì không biết nó đẹp hay không, nhưng mà em nhìn thấy nó đẹp và nó già. Nó sạch cây mà liền, nó không có sẹo. Cái này không có sẹo luôn các bác nhé. Này, cái này mấy cái những vết giật bên kia lút hết rồi. Bẹ có đường kính khoảng 20 này, 40 này, gần 60. Nhưng con này cái tác phẩm xanh này là về độ già thì mình không phải bàn rồi, về độ nghệ thuật và cái bẹ chân bẹ rất đẹp. Vừa hỏi bác báo giá 150. Đây. Cũng không cao đâu nhỉ. Nếu so với như cây ở triển lãm hơn 100 triệu một cây như này mình cũng không cao đâu. Đấy. Một cái tác phẩm xanh nha. Tôi sẽ lấy cái này làm ảnh đại diện luôn. Đấy, tác phẩm xanh đầu tiên nhé. Đây thì mình sẽ quay lại cho anh em cái tác phẩm xanh sáng làng này. Đợt này có vẻ nhìn nó non hơn đợt trước là tỉa dăm đi vòng vàng các bác nhé, thì trông nó già hơn. Đợt này nhìn có vẻ là cây lại non đi, một cây rất khủng. Quay lại cho anh em xem chi tiết cái bẹ một chút. Này giờ không biết giá trị của nó là bao nhiêu rồi. Nói chung là tí nữa mình để cho anh em cái số đấy, thì anh em ưng thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho chú Đích nhé. Cái đợt nọ có trước mình có quay một cuốn video về cái tác phẩm này rồi, một cái rễ tràn chậu nó quấn kín một cái chậu rồi. Đây là phía trong của cái mặt tác phẩm này, cây này nó cũng phải cao khoảng tầm 2 mét mấy đấy các bác ạ. Cũng mong là anh em làng cây có thể giao lưu được với nhau qua kênh của Yên Bonsai. Đấy. Một cái bộ rễ chằng chịt đan như lưới luôn. Bây giờ lối chơi cây thì nó rất đa dạng, nó không theo một cái quy củ nào như cái lối chơi cây ngày xưa các bạn. Mỗi người một mắt một thích. Đấy, đây là tác phẩm xanh thứ hai. Tiếp theo là một cái tác phẩm đa. Đấy. Cái tác phẩm này thì bác ấy vừa mới xuống lá xong. Tác phẩm này ở trên chậu được bao nhiêu năm rồi ở Bắc Đích ơi? Nó về đây của bác là 20 năm rồi. 20 năm rồi. Cái này giờ giao lưu giá giao lưu với anh em bao nhiêu bác? À, không, bác cứ báo giá chính xác cho anh em giá giao lưu đi, còn đâu anh em nào thích thì anh em có thể là giao lưu trực tiếp ở nhà bác, alo trực tiếp cho bác ấy. Con đấy là 130 triệu. 130 triệu. Đấy. Cái này cao được 1,3 m không bác? Tán của nó chắc khoảng phải tầm 1,6 m nhỉ. Cao khoảng 1,2 m, 1,3 m đấy các bác ạ. Đây, một cái tác phẩm đa rất đẹp. 130 triệu.
Trước là anh em bỏ chơi đa nhiều, bây giờ có một số vườn có một số tác phẩm đa rất là đẹp, cũng chả biết thế nào được, nói chung cứ chơi đi đã, sau này thì đa lên để tính sau. Nhưng mà những tác phẩm đa đẹp như này cũng phải lên là bảo tồn và lưu giữ các bạn. Đấy, tiếp theo là một cái tác phẩm xanh lam điền các bác nhé. Cây này cao chắc khoảng 1 mét, tán khoảng tầm 1 mét 2. Đây. Cái này bác vừa mới đóng con tử này à? Mua con tử đẹp, mua lấy một con tử đẹp đẹp đóng vào cho nên... À. Cái này bác vừa bảo 90 triệu anh em nhé. Báo giá 90 triệu anh em. Những cây vết sẹo của nó là cũng vắn sắp liền tít hết rồi. Bề đường kính bệ của nó khoảng 20 này. 60 các bác nhé. Một cái tác phẩm xanh lam điền cũng tương đối đẹp. Đây là một cái tác phẩm xanh rất khủng các bác nhé. Cây này có bộ bệ rất đẹp. Thì quay cho các bác xem cái bộ bệ của cây này trước nhé. Có cái bộ bệ trải dài rất đẹp, móng nó cũng rất là hầm hố. Con này trước là bác đích báo giá bao tiền con này nhỉ? À. Qua qua thì cháu Yên À. bao nhiêu bạn cứ gọi qua đấy. Thôi, cái này tí nữa để số điện thoại của bác ở bình luận thì người ta cứ alo cho bác thì cho nó dễ nhỉ. Con này không báo giá trên đây đúng không? Đấy, anh em mình ưng cái số thì ở cái video hôm nay cái máy này mình không ghim được số ở đấy, tí mình ghim ở dưới cái bình luận đầu tiên đấy anh em nhé. Anh em đọc mình nó có số của bác rồi đấy. À, chắc cũng tương đối đấy nhỉ, bác nhỉ. Lại đổi cái ô tô hả? Trước khi bác lấy một con này như này về bác làm khoảng tầm bao năm rồi thành phẩm như này? Là 15 năm. Làm từ lúc phôi luôn đấy nhỉ? À thế này làm từ cái đợt mà xanh đợt trước sốt đấy nhỉ? À, từ đợt đấy mua phôi dưới kia về đấy nhỉ? 15 năm là cũng 1 phần 3 đời người rồi đấy các Một tác phẩm rất nghệ thuật, rất đẹp. À, tiếp theo là một cái tác phẩm xanh làm điền cũng rất to. Con này á? À? Không, con này nó phải mét rưỡi, mét sáu. Nó phải cao, bao cao phải bằng bằng như cháu này. Mét mét bảy. Con này có cái bộ bệ ít nữa đây, đợt này ở cái này là cái rễ với cái thân liền tịt hết với nhau rồi bác nhỉ, nó chảy hết vào với nhau nhỉ. Đấy. Đây, ngoài ra những cái tác phẩm xanh thì bác còn có một số hàng hoa nhé, như có một số cây mộc này. Đấy. Hôm nọ là có bác nào hỏi cái cây dâm bụt mà một thân nhảy đây này, hôm nay hôm nọ mình đi nhiều mình không để ý cho lắm, hôm nay thấy bác có này. Đấy, anh em xem đây là ưng thì anh em mà liên hệ bác nhé. Đây. Vành gốc này của nó phải hơn 40 này. Có mấy triệu thôi anh em ạ. Một cây dâm bụt ta nhé. Cây dâm bụt ta hoa lồng đèn này. Vừa hôm cách đây một tuần sao bác là hỏi vào lấy hộ, nhưng mà mình là trước nhà anh định có, nhưng anh ấy là cái hoa dâm bụt lai đấy. À đây còn còn một cây nữa này, cũng mấy cây một thân nhỉ bác nhỉ. Đây. Một cây dâm bụt đây nữa đấy.
Ồ, nhiều khách người ta làm cái nhà thờ, người ta rất thích hay để cái dâm bụt này trước cửa nhà nhé. Đấy. Có mấy triệu một cây thôi các bác nhé. À, bên này có giới thiệu anh em thêm một cái cây tùng La Hán này. Một cây tùng La Hán hoàn thiện rồi. Anh em về chỉ việc chơi thôi. Anh em mà muốn làm kỹ thêm tí nữa thì bấm lại răm. Cây này cao cũng khoảng tầm 1 mét rưỡi. Và cây nguyên bản cắt giật thôi. Cái bệ của nó đây. Bệ này thì chắc nó rơi vào khoảng chắc vanh phải 50 bác nhỉ. 50 hay 50 đúng không? Cái củ của nó đẹp. Đấy. Một cây tùng La Hán. Góc kia còn tôi thấy có một tác phẩm ruối trực rất đẹp. Đây là hai cây mộc này mới lấy. Còn này trước hai thân giờ nó liền thành một thân này. Con này vanh 26 đấy. Và nói chung là bây giờ mà cửa nhà có đôi hoa mộc chơi rất là thơm các bác nhé. Dòng hoa mộc thơm rất dễ chịu. Mà đặc biệt dòng hoa mộc này nó lại thơm về đêm. Ngày cũng thơm, đêm cũng thơm theo kiểu dịu dịu mát mát. Cây này có cái đặc điểm rất hay, hai ba thân lại cuốn vào nhau nhỉ. À, bên đây có một cái cây mộc nữa, hai cây mộc nữa. Bên đây có một cây mộc to nữa các bác này. Đấy. Chất mộc ta các bác nhé. Cây này cao cũng khoảng đến phải hơn 3 mét đấy. Tiếp theo bên đây là một cái tác phẩm ruối này. Cái dòng ruối này dăm của nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Cây ruối nào thì dăm rất là dày. Đấy. Cây này cao cũng khoảng tầm 1,6 m các bác nhé, cao bằng người mình ấy. Cây này bệ của nó hơi kém một chút, bệ đẹp tí nữa thì tốt quá. Bộ dăm tàn rất đẹp. À, bác định đọc luôn cái số này, tí cháu đỡ phải gài cái bình luận này. 0912 436 895. Đấy, đấy là số của bác ấy các bạn nhé. Nhiều lúc có số cài trong video ngay đầu video nhiều ông không xem không để ý vẫn cứ hỏi. Là một cái tác phẩm Tùng La Hán trực. Đây cũng là một cái cây cuối video này mình kết thúc video tại đây nhé. Đấy thì số của bác ấy vừa đọc của anh em thì ưng cái nào anh em liên hệ trực tiếp cho bác ấy nhé. Đấy thì cảm ơn tất cả anh em. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất mỗi ngày nhé.